Trung Trình Audio cung cấp giải pháp âm thanh lớp học cho trường Trung học phổ thông Long Hòa, tỉnh Bình Dương, nhằm hỗ trợ công tác dạy học của giáo viên và tiện ích phục vụ quá trình học tập của học sinh, hướng tới một ngôi trường hiện đại và thân thiện, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Trường Trung học phổ thông Long Hòa, tỉnh Bình Dương cần một giải pháp tối ưu cung cấp hệ thống âm thanh cho phòng học. Trung Trình Audio với bề dày kinh nghiệm trong việc thiết kế và lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo cho các trường học, cơ sở giáo dục trải khắp từ Bắc đến Nam, đã nhanh chóng đưa ra giải pháp kèm tư vấn lắp đặt thiết bị âm thanh phù hợp. Mỗi phòng học tại trường Trung học phổ thông Long Hòa với diện tích khoảng 40m² được bố trí một âm ly Ariang, hai loa Ariang và một micro. Trung Trình Audio thiết kế lắp đặt âm ly gần với bàn giảng dạy của giáo viên để thuận tiện trong quá trình điều khiển âm thanh khi lên lớp. Loa phát âm thanh được lắp đặt và treo cân xứng nhau tại hai góc phía trên của bục giảng nhằm tối ưu hiệu quả của thiết bị, tiết kiệm chi phí và tạo tính thẩm mỹ cho phòng học. Hệ thống âm thanh được Trung Trình Audio kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho phía khách hàng. Các thiết bị được lắp đặt sau khi test thử cho thấy micro trong và rõ ràng, âm thanh phát ra loa không bị hú hay rè, âm ly hoạt động ổn định. Tất cả các thiết bị được Trung Trình Audio cung cấp cho các công trình đều là hàng chính hãng với chất lượng đảm bảo.